Xin kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin nông nghiệp của Đài Bình Thuận. Bản tin hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây: nuôi gà ta thả vườn mang lại hiệu quả kinh tế, trồng cải thì cho thu nhập ổn định, thanh long vụ mù nhiều đối tượng dịch bệnh gây hại, kỹ thuật nuôi bồ câu Pháp. Thưa bà con và các bạn, mô hình chăn nuôi gà ta thả vườn hộ bà Dương Thị Tạo, thôn Phú Sơn, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc mang lại hiệu quả kinh tế. Mô hình nuôi gà ta thả vườn của hộ bà Dương Thị Tạo, thôn Phú Sơn, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc đã mang lại lợi nhuận cho gia đình. Hiện nay, bà nuôi thả gần 200 con, áp dụng mô hình chăn nuôi theo kiểu tự cung tự cấp, được trạm khuyến nông hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ bệnh, cách xây dựng chuồng trại cho phù hợp, nên đàn gà của gia đình bà phát triển độc đều và khỏe mạnh, tỷ lệ hao hụt không đáng kể. Bà Tạo cho biết, ngoài thức ăn hỗn hợp, bà còn cho ăn thêm lúa và rau. Vì vậy, trung bình 5 tháng nuôi, mỗi con có trọng lượng từ 1,5 kg đến hơn 2 kg. Với giá bán từ 80 đến 85 ngàn đồng 1 kg như hiện nay, mỗi lần bán từ 80 đến 100 kg, trừ chi phí, bà cũng thu lãi 5 đến 6 triệu đồng. Đây là ruộng cải thì đang cho thu hoạch của hộ chị Nguyễn Thị Huệ, khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Theo chị Huệ, mùa này canh tác các loại rau như tần ô, xà lách dễ bị ngập úng nên gia đình chị chọn cây cải thì để canh tác. Cây cải thì rất dễ trồng, ít sâu bệnh gây hại, trồng 2 tháng rưỡi là cho thu hoạch. Hiện cải thì có giá 4.000 đồng một ký, gia đình chị trồng một sào sau khi trừ chi phí, thu lãi từ 3 đến 3,5 triệu đồng. Theo bà con trồng thanh long ở Bình Thuận, năm nay, thanh long vụ mùa bị nhiều đối tượng dịch hại tấn công như bọ xít đen, kiến, nấm, bọ cánh cứng, v.v., ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Sơn Duy, thôn 3 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, trồng hơn 1.000 trụ cho biết, mùa này do ảnh hưởng của thời tiết, nhất là khi trời vừa mưa xong, xuất hiện nhiều côn trùng cắn phá, nhiều nhất là bọ xòe đen, gây thiệt hại khoảng 40% diện tích. Năm nay hầu như là do cái giá cả đó, cho nên bà con người ta trồng đại trà, rồi là chính cái trồng nhiều thì cái các loại côn trùng nó phát sinh lớn, từ đó là cộng với lự do thời tiết từ chỗ đó mà nó gây cho ra cho trái thanh long là đến nay như vậy. Cái này là thứ nhất là cái con bọ rùa, thứ hai nữa là kiến, thứ ba nữa là con bù xít, con bù xít đen. Có thêm một cái loại bù xì đen là nó chích cái kiểu này, nó chỉ hút cái mũ. Bây giờ mình không còn cách nào khác hơn, bây giờ dù có làm lớn lên cũng không bán được, cho nên tốt hết là lạc bỏ. Trước khi mình rút rau thì mình đã có xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật trừ các loại này, nhưng mà do cái điều kiện thời tiết đó cho nên là mình không thể làm được, từ đó nó mới có này. Còn nếu mà trời thời tiết nó bình thường, nắng mưa nó ổn định thì không có hiện tượng này. Thưa bà con và các bạn, hộ ông Hồ Văn Nhung, khu phố 5, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết là người nuôi bồ câu Pháp lâu năm, đem lại hiệu quả kinh tế. Phần cuối bản tin nông nghiệp kỳ này của Đài Bình Thuận, ông Nhung chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bồ câu Pháp sao cho đạt hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Nói bồ câu Pháp với bồ câu Việt chúng ta thì bồ câu Pháp này thì nói chung ra trong đề ăn uống thì nó có sự nuôi nhốt, cho nên mình phải bổ sung thêm cái chất vitamin C, vitamin A và vitamin D. Thì trong đó là mình dùng những cái thức ăn gia súc, tức là của cho gà đó, và phụ thêm bắp, lúa và có một ít sạn cát nữa để mà cho nó làm cho cái bao tử nó là mau tiêu. Và trộn thêm á, cứ một tuần là chúng ta phải trộn thêm các loại thuốc vitamin C, vitamin A để cho chi nó mau khỏe và bộ lông nó mượt và sinh trưởng nhiều. Còn nuôi nhốt này đó thì mình quản lý được cái con lợn bệnh, thì mình quản lý được cái vấn đề khu ở của nó, thì trước tiên là phải làm vệ sinh sạch sẽ. Thứ hai nữa đó là thường thường chim bồ câu này nó hay bị một cái chứng bệnh đó là nấm ở chân. Qua 3 năm chúng tôi nuôi như vậy thì hiểu được là nó bị nấm ở chân. Nấm ở chân thì nó có loại thuốc trừ, nhưng mà muốn không có nấm ở chân thì phải làm sao sạch sẽ cái chuồng trại, thì chim, cái chân chim không đẫm lên, tức là nó không có nấm ở chân. Việc thứ hai nó hay bị một cái bệnh đó là bị non trứng.
Bởi vì khi mà bồ câu ta thả đi ngoài thì nó ăn được những cái chất là canxi, là sạn cát đá, thì chúng ta ở đây nuôi nhốt thì nó không ăn được những cái vật đó, thì chúng ta phải thêm những cái canxi, vỏ sò hoặc là cát vô cho ăn thì nó sẽ không bị những cái bệnh mà bị non trứng. Ngoài ra 2-3 năm nay gia đình nuôi thì cũng chưa có phải một cái chứng bệnh nào lớn hết. Nói chung là nó không giống của Pháp này, nó rất là kháng bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay của Đài Bình Thuận. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.